Thưa quý vị, sau thời gian dài nắng nóng gay gắt thì các tỉnh thành khu vực phía Nam ngày hôm qua đã tiếp tục đón những cơn mưa giải nhiệt. Biên tập viên Thái Trang sẽ thông tin chi tiết. Xin mời chị. Xin chào anh Hạnh Phúc, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, vào tối ngày hôm qua mùng 4 tháng 5, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đón cơn mưa rào, thành phố tiếp tục được giải nhiệt sau bao ngày nắng nóng. Qua ghi nhận, cơn mưa khá nặng hạt bất ngờ đổ xuống các khu vực như là quận 1, quận 4, quận Bình Thạnh, kéo dài khoảng 15 phút, lượng mưa vừa đủ làm ướt mặt đường, làm giảm nền nhiệt đáng kể. Trước đó vào hôm mùng 3 tháng 5, mưa lớn đã xảy ra tại khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn và vùng phụ cận. Tại huyện Hóc Môn, mưa lớn kèm gió lốc đã khiến nhà tạm của công nhân tại công trình bị tốc mái. Cũng trong hôm qua ngày 4 tháng 5, thì mưa rào đã xuất hiện ở nhiều nơi tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Trong đó, tại các phường Quang Vinh, Trảng Dài, An Bình, mưa khá lớn kéo dài từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút. Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai lưu ý cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, đặc biệt là ở các địa bàn có hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa. Như vậy là có thể thấy là mưa giải nhiệt đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành phía Nam sau chuỗi dài nắng nóng, thế nhưng có lẽ là vẫn chưa thấm vào đâu sau một chuỗi ngày nắng nóng kéo dài kỷ lục suốt 2 tháng qua, và người dân thì vẫn đang mong chờ là không biết hôm nay có mưa tiếp hay không. Xin mời biên tập viên thời tiết Lan Chị. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, khả năng cao là chiều tối và đêm nay thì những cơn mưa chuyển mùa sẽ tiếp tục xuất hiện tại Nam Bộ. Như ở thành phố Hồ Chí Minh, dự báo là mưa sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ 16 đến 19 giờ. Có mưa sẽ làm không khí dịu nhanh, từ mức nắng nóng 35 độ C xuống còn 33 độ C và đến tối thì chỉ còn là 29 đến 30 độ C. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành khác ở Nam Bộ cũng có mưa dông vào chiều tối nay. Mưa xảy ra trên một nửa diện tích khu vực, trong đó ở miền Tây Nam Bộ, cục bộ có những điểm mưa lượng khá trên 25mm. Ngoài mặt tích cực là làm mát bầu không khí thì mưa chuyển mùa sau chuỗi ngày nắng nóng cao điểm, nền nhiệt cao nên là khi dông kéo đến rất dễ sản sinh ra gió giật, sấm sét nguy hiểm. Quý vị hãy ngắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh để sét đánh gây chập cháy. Nếu ở các tòa nhà cao tầng hay là khu chung cư thì quý vị nên hạ thấp hoặc là chằng buộc những cái chậu hoa, cây cảnh để tránh gió xô đổ làm rơi vỡ. Đây cũng là những lưu ý dành cho thủ đô Hà Nội vào chiều tối nay khi mà mưa dông quay trở lại. Thế còn trước đó thì trời mát, có lúc hửng nắng và nhiệt độ không vượt quá 30 độ C. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý tôi muốn gửi đến quý vị.